Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại huyện Long Hồ. Vào tối qua, Tạ Minh Hùng nhậu với một số người bạn tại thị trấn Long Hồ. Cùng lúc đó, anh Huỳnh Vĩnh Long đang đánh bài với bạn ở bàn bên cạnh. Người dượng của Hùng định lấy ghế ngồi xem đánh bài, nhưng Long không cho, nên Hùng đánh vào mặt Long, làm Long ngã đập đầu xuống nền bê tông, bất tỉnh. Long được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.